có cà chua, củ hành, thơm cắt mỏng và xoài cũng bào mỏng ra ha, với lại hành với ngò gai. Và đây là cá, cá mú nha, cá mú bông mình đã làm sạch sẽ rồi ha, thì bây giờ mình nấu thôi nha. Bây giờ nước của mình nó đã sôi rồi ha. Ở trong cái nồi này là mình có 1,8 lít nước nha. Và bây giờ mình sẽ bỏ củ hành vô, bỏ củ hành trước rồi mới bỏ cá nha. Đây nè. Bỏ củ hành vô ha. Để cho nó sôi một chút xíu. Cái mình bỏ củ hành vô cho nó sôi lại một chút mình mới bỏ cá thì cá nó sẽ bớt tanh nha. Đây cũng là một trong những cái bí quyết á. Mình sẽ cho vô đây nửa nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình quậy lên. Bỏ cá vô. Rồi bỏ cá vô nha. Khi mình nấu được 5 phút rồi không có đậy nắp nha, vẫn để lửa lớn ha, thì cá cũng rất là nhanh chín. Thì bây giờ mình sẽ hớt bọt nha, mình sẽ hớt bọt rồi mình sau khi mình hớt bọt rồi thì bắt đầu mình bỏ cà chua, mình bỏ thơm vô. Thơm nó dính hành luôn rồi, mình bỏ thơm vô ha, xong rồi đến cà chua. Cái món này nấu khá nhanh. Cá mọi người có thể thích ướp trước cũng được, còn không ướp cũng được, tùy theo cái loại cá của mình ha. Do là mình đi làm về mình muốn nấu nhanh á, để mình ăn á, thì mình không có ướp. Sau khi mình bỏ thơm cà chua vô thì bây giờ mình sẽ nêm nha. Mình sẽ cho vô đây là 2 muỗng bột gà. Nêm nếm là do cái khẩu vị gia đình mình nha, mình sẽ cho 3 muỗng nước mắm. Do cái khẩu vị gia đình mình mà mình gia giảm lại ha, tại vì mình ăn theo kiểu miền Nam cho nên là mình sẽ ăn rất là ngọt đường nha mọi người. Đây nè, và mình sẽ cho vào đây 4 muỗng canh đường vàng. Canh chua nếu mà mọi người không có nêm mạnh tay á, là không bao giờ ra được cái vị nha. Đó, mình sẽ cho 4 muỗng canh. Tại vì cái này ấy, mình sẽ không dùng me, là do là cái xoài của mình nó cũng hơi chua đó. Và cái này mình khi mà mình nêm nếm xong, mình cố gắng mình nêm và mình nếm lại cho nó vừa vị nhanh, chứ đừng có để lâu quá. Lâu quá là cái thơm này nó sẽ ra, đó là nó sẽ chua nữa ha. Cho nên là cá thì nó cũng nhanh chín lắm, cho nên mình tranh thủ mình làm nhanh tay nha. Và từ đầu đến cuối là mình không có bớt lửa nha. Bây giờ mình cho xoài vô nè ha. Đang sôi nữa nè, cho xoài vô. Cho xoài vô mà nó sôi lại lần nữa là mình tắt bếp được rồi ha. Và sau khi mà mình cho nó sôi lại ha, mình hớp bọt một lần nữa và mình tắt lửa, bỏ ra tô nha. Nêm nếm cho vừa ăn rồi mình tắt lửa, bỏ ra múc ra tô ha, tắt lửa nha. Wow, hấp dẫn, thơm dễ sợ luôn á. Cái món này rất là lạ ha. Giờ mình sẽ múc cá ra. Cá rất là ngon, cá này hôm nay mình mua tươi lắm luôn á. Đó, mới vừa rắc thêm tỏi phi, hành với lại ngò gai, với lại tí tiêu ha. Wow, hấp dẫn chưa? Bây giờ mình sẽ gấp ra dĩa nước mắm nha. Bây giờ mình sẽ gấp cá ra ha. Xin cảm ơn công thức của bạn Nguyễn Thúy Quỳnh nha. Cảm ơn Quỳnh đã cho cái công thức nấu canh chua mới này ha, rất là ngon luôn. Canh chua xoài. Tại vì Tết đó là gấp cái đuôi đi. Tại vì Tết đó là ở nhà có chân xoài sống đó. Hôm nay nó cũng vừa chín tới thôi.
À, rất là thơm luôn. Xin mời quý đồng hương thưởng thức nha. Món này cũng là một cái món nấu khá nhanh khi mà mình bận rộn ha. Nấu nhanh lắm, cá tươi dễ sợ luôn. Trắng thịt ơi là trắng luôn nè, rất là dai, rất là ngon. Món này nấu nhanh lắm, chúc mọi người thành công. Bye bye. Dạ bác. Tuyệt vời.